Sáng ngày 24 tháng 8, tại Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra buổi chấm chung khảo Hội thi thiết kế sản phẩm đồ họa thông tin tuyên truyền, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội với chủ đề Cam kết đổi mới hành động. Hội thi do Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức. Theo đó, từ ngày 20 tháng 7 đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2023, cổng thông tin của hội thi nhận được 238 tài khoản gửi tác phẩm dự thi. Các tác phẩm dự thi được thể hiện dưới dạng video clip, infographic, motion graphic với các chủ đề chính trong Nghị quyết 98 cũng như các nội dung quan trọng của chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch triển khai Nghị quyết 98 của hệ thống chính trị thành phố nhằm chung tay hành động, cụ thể hóa các vấn đề Nghị quyết 98 đề ra. Các thành viên ban giám khảo gồm đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, báo Sài Gòn Giải phóng, Sở Kế hoạch Đầu tư và các chuyên gia từ Hội Mỹ thuật thành phố. Ban giám khảo đã trao đổi, phân tích nội dung, bố cục, hình ảnh, các yếu tố thẩm mỹ và tính ứng dụng của tác phẩm. Từ đó, ban giám khảo đã chọn ra các tác phẩm xứng đáng nhất từ 36 sản phẩm của vòng chung kết hội thi. Ban tổ chức hội thi sẽ trao các giải thưởng hấp dẫn có tổng trị giá gần 200 triệu đồng cho các tác giả có sản phẩm đoạt giải. Các sản phẩm đoạt giải sẽ được đăng, phát trên báo Sài Gòn Giải phóng và các báo đài khác. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 30 tháng 8 năm 2023.